chào quý khán giả đang đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 8, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xe chở công nhân bị lật tại Bắc Giang, nhiều người bị thương. Vụ tai nạn làm 3 người thương vong tại thành phố Hồ Chí Minh, xe máy chạy ngược chiều. Trái cục điện nằm sát nhiều cửa hàng kinh doanh tại Bắc Giang, nhóm đối tượng mua bán hơn 34 kg ma túy hầu tòa. Chim ngưỡng vẻ đẹp của thác nàng tiên ở Sơn La. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như phối hợp xử lý triệt để tình trạng cò mồi, chèo kéo, bắt khách gây mất an ninh trật tự trong khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị liên quan cùng phối hợp tăng cường công tác kiểm tra xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực sân bay. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và phối hợp phân luồng điều tiết giao thông khi xảy ra ủng tắc lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thực hiện công tác tuần tra kiểm soát phân luồng điều tiết giao thông phối hợp lập biên bản kiểm tra công an cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phối hợp xử lý các đối tượng cò chèo kéo khách các đối tượng gây rối chống đối và kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm theo thông tin chúng tôi nhận được, một chiếc ô tô chở theo hơn 20 công nhân đã bị mất lái, lao xuống giường ca mơ đường rồi lật ngang, khiến nhiều người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay tại tỉnh Bắc Giang. Theo thông tin từ Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, vụ tai nạn xảy ra khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày tại địa phận thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn. Thời điểm trên, xe ô tô mang biển số 99F00024 cho tài xế Di Văn Ái, sinh năm 1977, trú tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn điều khiển. Trên xe chở theo hơn 20 công nhân, lưu thông theo hướng Lục Ngạn, Lục Nam. Khi đến địa điểm trên, thì xe mất lái lao xuống giường cam bên đường rồi lật ngang. Hậu quả làm 7 người bị thương, Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hôm nay trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao nhanh giữa dòng người đang qua đường đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng qua, chiếc xe có camera hành trình đang dừng chờ đèn đỏ tại khu vực dòng xoay đường tránh phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột, Phạm Ngũ Lão, tỉnh Đắk Lắk, thì bất ngờ từ phía sau, chiếc xe tải lao nhanh tới và vượt đèn đỏ. Lúc này, ngay tại khu vực dòng xoay, có nhiều xe máy từ hai hướng đèn xanh đang chạy qua, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Rất may, không xảy ra gia chạm đáng tiếc. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi dược đèn đỏ của tài xế xe tải khi xem thường sự an toàn của những người cùng lưu thông. Bên cạnh vượt đèn đỏ thì điều khiển phương tiện chạy ngược chiều cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, nên người cầm lái cần tuân thủ quy định. Và đây cũng là nguyên nhân của vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh làm 3 người thương vong mà lực lượng chức năng vừa thông tin. Cụ thể vào tối ngày 31 tháng 7 vừa qua, trên quốc lộ 1 đoạn qua quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ xe máy va chạm với ô tô bán tải. Vụ tai nạn khiến hai người phụ nữ tử vong một em bé 13 tháng tuổi bị thương được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng cho biết, qua trích xuất camera gần đó thì phát hiện thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe máy đã chạy ngược chiều, dẫn đến gia chạm với ô tô bán tải. Về tình trạng cháu bé, hiện sức khỏe của cháu đã ổn định. Còn về tình hình quả hoạn, vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng nay, trên đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, cột điện trên dĩa hè nằm sát nhiều cửa hàng kinh doanh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội chỉ trong ít phút ngọn lửa nhanh chóng lan rộng rồi cháy lan sang biển quảng cáo của cửa hàng kinh doanh bên cạnh nhiều người dân phát hiện cháy nhưng do ngọn lửa lên cao đám cháy kèm theo tiếng nổ lớn nên không dám tiếp cận nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường dập lửa đám cháy sau đó được dập tắt dù cháy khiến dây điện công tơ điện dây cáp diễn thông trên cột điện bị thiêu rụi cửa hàng kinh doanh sát bên bị ảnh hưởng nhiều hộ dân trong khu vực bị mất điện ngay sau vụ cháy các đơn vị liên quan đã có mặt khắc phục sự cố nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá tải điện dẫn đến cháy nổ Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất con giống cho các tỉnh thành và khu vực phía Nam vào năm 2030. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2026-2030 duy trì ở mức 3%, tiếp tục phát triển các con giống vật nuôi chủ lực của thành phố là heo, bò sữa và trở thành trung tâm sản xuất con giống cho các tỉnh thành và khu vực phía Nam vào năm 2030. Đến năm 2030, chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là trang trại quy mô vừa và lớn, hình thành dùng an toàn dịch bệnh cấp thành phố đối với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật. Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã sản xuất giống vật nuôi chủ lực của thành phố. Phấn đấu đến năm 2045, chăn nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh là ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại và được công nghiệp hóa ở hầu hết các khâu từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thời gian gần đây, một số người dân ở huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang đã sáng chế ra chiếc máy ấp trứng lương siêu rẻ, nhưng tỷ lệ trứng lương nở đạt cao, qua đó cung ứng và tự chủ nguồn lương giống chất lượng, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây từ nguồn lương giống bố mẹ ban đầu, ông Lê Thanh Tuấn ở xã Quà An, huyện Dòng Riềng đã xây 3 bể nuôi để nhân giống. Ở mỗi bể, ông Tuấn thả nuôi 70 đến 80 con lương bố mẹ và thiết kế khoảng 40 hộp cho lương vào để trứng. Để ấp trứng lương thành công, ông Tuấn dùng một cái thao, hai thanh gỗ làm giá đỡ, một chai nước suối, một ống mũ để đựng trứng, một máy chạy oxy. Đây là chiếc máy ấp trứng lương siêu rẻ nhưng giúp tỷ lệ trứng nở đạt cao chai nước suối 10 lít mình nè à. về mình cắt mình chỉ lấy cái cái đít với cái nắp đó Rồi mình sẽ lấy cái lưỡi gà mà khi mình sử dụng nước mình chưa đưa qua ấp này là mình sử dụng nước mình bớt lưỡi gà là nó ra nước đó. mình lấy chỗ đó mình làm cái dầu nước gà còn cái máy này mình đi xuống tiệm điện tử bất cứ điện tử mà cũng bán cái máy loại máy chạy cá kiển hệ thống nước chạy cá kiển chứ không phải là oxy hơi đó mình mua mấy cái mấy chục ngàn à nếu mà anh em nào có lớn thì mình xài mấy hai trăm mấy đi hai trăm mấy là nước nó lên mạnh hơn máy ấp trứng lương nhỏ gọn này có giá thành khoảng 150.000 đồng một chiếc ở mỗi máy ấp trứng như thế ông Tuấn có thể sử dụng lực nước tuần quàng để giúp 2.000 đến 3.000 trứng lương đảo đều không kết dính với nhau và nở lương con đạt chất lượng khi cái trứng này nó đẻ nó mẫu mình 48 hoặc 72 tiếng là mình vét vô nếu 48 nó nở ra khoảng 65 hoặc 70 trăm nếu 72 tiếng á, mình vét vô nở khoảng 85 đến 90 phần đạt nha còn nếu mà không có thời gian nữa mình để cho nó nó nở cả 10 phần trăm trong ổ ở bồn đi mình vét lên là mình chạy khoảng 4 tiếng đó là, là, nọc nó, nó, nó sẽ bùng trứng cái đó là đạt luôn 99 trăm ở quyện Dòng Riền, mô hình nuôi lương thương phẩm và áp trứng lương bằng máy tự chế được nhiều bà con thực hiện và mang lại hiệu quả. Lương thương phẩm hiện được thu mua với giá khá cao, từ 115.000 đến 120.000 đồng một ký. Lương giống có giá từ 3.400 đồng một con đến 9.000 đồng một con tùy loại. Với giá này, người nuôi lương không bùng ở Kiên Giang phấn khởi vì mang lại nguồn thu nhập ổn định. Tiếp theo sau đây là thông tin giá cả một số mặt hàng tiêu dùng đáng chú ý trong ngày. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau vài tuần đặt mốc cao nhất trong năm, giá tôm thẻ ở miền Tây đang đi xuống. Một số doanh nghiệp thủy sản ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã giảm giá mua tôm thẻ đối với nhiều kích cỡ. Cụ thể, tôm loại 20 con 1 kg từ 230.000 đồng giảm còn 215.000 đồng một kg. Tôm thẻ loại 30 con 1 kg giá 148.000 đồng. Loại 80 con 1 kg giá 113.000 đồng. Các kích cỡ khác cũng giảm từ 3.000 đến 5.000 đồng một kg. Nguyên nhân giá tôm giảm là do đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp không nhiều. Sau hơn một tháng giảm giá, gần một tuần trở lại đây, giá dừa khô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tăng trở lại. Theo một số nhà vườn trồng dừa, giá dừa khô tăng gần gấp 2 lần so với giá mua cách đây một tuần ở mức từ 20.000 đến 25.000 đồng 12 trái, lên mức từ 40.000 đến 45.000 đồng 12 trái. Theo các chủ dựa thu mua dừa khô ở Tiền Giang, giá dừa khô tăng là do hiện nay một số cơ sở làm bánh mứt đang chuẩn bị nguồn hàng cho thị trường cuối năm nên nhu cầu sử dụng dừa khô tăng. Đồng thời, một số doanh nghiệp xuất khẩu dừa bắt đầu thu gom hàng trở lại. Cùng với dừa khô, giá mít thái tại Tiền Giang cũng đang tăng nhẹ, chạm mức 20.000 đồng một ký. Theo người dân, giá mít tăng là do mùa nghịch, số lượng mít ít, thị trường đang thiếu hàng. Tuy nhiên, giá mít thái hiện nay tăng giảm chưa ổn định. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Nhóm đối tượng mua bán hơn 34 kg ma túy hậu tòa. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác nàng tiên ở Sơn La. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích là Cao Vũ Cầu, 24 tuổi, trú tại phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Đối tượng này đã bỏ trốn sau khi đâm cậu ruột của mình nguy kịch. Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 18 tháng 2, sau khi đã nhậu say, cầu về nhà quẩy phá, gây gỗ với mẹ ruột và em trai. Lúc này, anh Nguyễn Đình Chiến là cậu ruột của cậu ở gần nhà, sang khuyên can thì xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến sâu sát bực tức vì bị cậu can ngăn, cậu lấy dao đâm chém anh Chiến nguy kịch. Nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 61%. Sau khi gây án, cậu bỏ trốn vào phía Nam làm thuê và bị truy nã. Cho đến nay thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Nàng Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo gồm Nguyễn Thị Bích Diễm sinh năm 1989, trú tại tỉnh Nang Giang, Mai Vinh Hậu sinh năm 1999, trú tại thành phố Cần Thơ. Quỳnh Giang Tùng sinh năm 1995, trú tại Campuchia. Lê Đăng Quy và vợ là Nguyễn Đỗ Thanh Thanh đều sinh năm 1992, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, sau khi đồng ý vận chuyển 32 bịch ma túy cho một người đàn ông từ Campuchia về Việt Nam giao lại cho vợ chồng Quy và một đối tượng khác tại thành phố Hồ Chí Minh, Diễm kêu Hậu Tùng dẫn chuyển tiếp về Việt Nam và hứa trả tiền công cho mỗi người là 200 đô la Mỹ. Rạng sáng ngày 14 tháng 6 năm 2020, Diễm Hậu Tùng mang theo 32 bịch ma túy có tổng trọng lượng hơn 33,9 kg về Việt Nam. Khi Diễm đi đến khu vực xã Quốc Thái, còn Hậu và Tùng đi đến khu vực xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, thì bị lực lượng biên phòng phối hợp cùng lực lượng công an bắt giữ. Qua điều tra, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Quy và Thanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Quy, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ trên 821 gram ketamine và hơn 81 gram MDMA. Ngoài ra, Diễm còn khai trước đó đã ba lần vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh giao cho Thanh và nhiều người khác. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày. Còn với tội tàn trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Điền Trung, sinh năm 1992, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt án tù trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào sáng nay vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 16 tháng 3 năm 2021, lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an xã Mỹ Hòa thị xã Bình Minh tổ chức tuần tra bắt quả tang Nguyễn Điện Trung điều khiển xe mô tô chở theo Trương Bảo Trân đi từ hướng Cần Thơ về Vĩnh Long có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trung không dừng mà quay đầu xe bỏ chạy nên lực lượng chức năng tiến hành khống chế. Trong quá trình khống chế, lực lượng chức năng phát hiện có một bịch ni lông, bên trong có chứa ba bịch nhỏ chứa tinh thể màu trắng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà trọ của Trung, lực lượng chức năng thu giữ hai bịch ni lông và một viên nén màu hồng có chứa chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần và phát hiện thu giữ một bịch ni lông bên trong có chứa chất ma túy. Bịch ma túy này là do Trung đem lại phòng trọ của Trần cất giấu, Trần không biết. Căn cứ kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, số ma túy mà Nguyễn Điền Trung phải chịu trách nhiệm hình sự có tổng khối lượng là 301,2441 gam. Xét thấy hành vi phạm tội của Trung là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội hai lần trở lên, nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Điền Trung 17 năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Một thông tin phấn khởi về du lịch. Đó là tạp chí Travel and Laser dựa trên các phim bom tấn đã đưa ra danh sách những địa điểm quay phim thú vị nhất ở châu Á. Trong đó, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trở thành đại diện của Việt Nam có mặt trong danh sách này. Khi trở thành bối cảnh cho bộ phim được đầu tư kinh phí sản xuất lên đến gần 190 triệu đô la, công đảo đầu Lâu, công School Island. Đây là bộ phim có bối cảnh rộng lớn tại Việt Nam. Tạp chí Mỹ gọi Ninh Bình là Dịnh Hạ Long trên cạn. Có cảnh quan tương tự như Dịnh Hạ Long song ít du khách nước ngoài biết tới hơn. Ninh Bình cũng được ca ngợi khi có nhiều ngôi chùa có kiến trúc độc đáo. Ngoài Ninh Bình, một số điểm đến khác xuất hiện trong danh sách những địa điểm quay phim thú vị nhất ở châu Á, gồm Siem Reap, Campuchia, Busan, Hàn Quốc hay Singapore, Maldives. Thác Nàng Tiên nằm ở xã Triền Khoa, huyện Dân Hồ là một danh lam thắng cảnh của tỉnh Sơn La. Đúng như tên gọi, ngọn thác mang vẻ đẹp kỳ dĩ và lộng lẫy giữa núi rừng nguyên sinh. Thời gian gần đây, địa điểm này đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Thác Nàng Tiên còn có tên gọi khác theo địa danh của xã là Thác Chiền Khoa. Đây là một trong những thác nước đẹp và nổi tiếng nhất ở huyện Dân Hồ. Thác có ba tầng, được bao bọc bởi thảm thực vật nguyên sinh với lớp rêu xanh và cây dương sỉ mọc từ khe đá. Thác nước trong vắt với màu xanh ngọc bích ấn tượng. Giữa thiên nhiên hùng dĩ từ đỉnh thác dòng nước chảy xuống mặt hồ trong xanh giờ chiều nay của đài truyền hình vĩnh long cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại